Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Knew 24 giờ. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời với kênh của chúng mình nhé. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những thông tin nóng nhất có trong ngày hôm nay. Trong văn hóa K-pop, các fan hẳn đã quen với chuyện fan tặng thần tượng những món quà đắt đỏ, cho đi ắt có nhận lại. Các idol luôn cố gắng đáp lại tình cảm của người hâm mộ qua những món quà có giá trị cả về vật chất lẫn tinh thần. Đặc biệt có những người còn chơi lớn, không ngại tặng fan những phần quà xa xỉ như một cách thể hiện sự trân trọng, biết ơn từ những người đã sát cánh bên mình. Từ Hyuna đến Jennie của Blackpink, hãy cùng điểm qua 5 gương mặt vàng trong làng tặng quà cho mọi người nhé! Suzy, cựu thành viên của Miss A. Sau ngày Miss A tan rã, Suzy đã thử sức với vai trò ca sĩ solo. Nhằm tri ân những fan luôn ủng hộ mình, nàng tình đầu quốc dân đã dành tặng cho họ những món quà có giá trị vô cùng lớn. Trong showcase comeback với album Face of Love tháng 1 năm 2018, Suzy đã gửi tới 800 người hâm mộ có mặt phần quà gồm slogan Lightstick, cà phê hòa tan và son môi đến từ thương hiệu Lancome. Riêng thỏi son cao cấp có giá hơn 700.000 Việt Nam đồng. Tổng cộng, nữ idol đã vung tay đến hơn 1,3 tỷ Việt Nam đồng để mua quà tặng fan, con số khiến nhiều người giật mình vì độ khủng. Yubin, cựu thành viên Wonder Girl. Yubin cũng là gương mặt vàng trong làng tặng quà sang chảnh cho fan. Trong đợt quảng bá ca khúc Thank You So Much, cựu thành viên Wonder Girl đã dành cho người hâm mộ phần quà xa xỉ là set mỹ phẩm lên đến 2 triệu Việt Nam đồng. Album phiên bản đặc biệt có chữ ký và không được bán trên thị trường. Ảnh Polaroid cùng thẻ ghi lời nhắn. Ngoài ra cô còn tặng fan đồ ăn như hamburger, bánh macaron, thậm chí còn tự tay viết tên từng fan lên hộp quà. Đó không phải lần đầu tiên Yubin tặng mỹ phẩm cao cấp cho fan. Trong buổi mini fan meeting đánh dấu sự nghiệp cầm mic solo, nữ idol cũng tặng 70 người hâm mộ may mắn bộ son và kem nền đến từ thương hiệu đình đám. Sunmi, cựu thành viên Wonder Girl. Giống như người chị em Yubin, Sunmi cũng chọn những món mỹ phẩm đắt tiền làm quà tặng người hâm mộ. Trong showcase đánh dấu sự trở lại với ca khúc Siren, cựu thành viên của Wonder Girl đã khiến fan trầm trồ khi vung tay cực mạnh, tặng fan son và nước hoa của Dior cùng bộ sản phẩm chăm sóc tóc. Hyuna là gương mặt tiếp theo trong giới idol tri ân fan bằng những món quà có giá trị vật chất siêu to khổng lồ. Trong lần comeback mới nhất cùng ca khúc Flower Shower, Hyuna đã đáp lại tấm lòng của những fan xếp hàng tham dự buổi ghi hình của mình tại sân khấu M Countdown bằng phần quà gồm chăn ấm, quần áo và đặc biệt nhất là bộ mỹ phẩm đến từ thương hiệu YSL đắt đỏ. Được biết, chai kem nền và 6 thỏi son mà Hyuna dành tặng fan có giá lên đến hơn 6 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, vài ngày sau, Hyuna hết tặng thẻ cà phê Starbucks lại tiếp tục gửi đến fan hàng chục chiếc áo phao của nhãn hàng nổi tiếng. Trước một số thông tin cho rằng nữ ca sĩ tặng fan hàng tài trợ, cô nàng đã nhẹ nhàng phản pháo. Ồ, tôi kiếm được rất nhiều tiền đấy. Sau này khi tôi không còn làm ra tiền nữa thì cũng không thể làm vậy cho các bạn. Tôi chỉ có thể dành những điều này khi kiếm được nhiều tiền thôi. Jennie Blackpink. Jennie nổi tiếng thương fan. Và cô cũng không ngại dành cho những người đã luôn ủng hộ mình những gì tốt nhất. Khi quảng bá Cute It Love hồi tháng 4 năm 2019, nữ idol từng tặng những fan đến tham dự buổi ghi hình ở show âm nhạc Music Core. Set quà gồm photocard, kem nền và son đến từ thương hiệu Hera cao cấp. Tính xương xương, phần quà của Jennie dành cho fan có giá trị lên đến gần 3 triệu đồng. Trước đó, khi Jennie quảng bá ca khúc solo, cô nàng cũng vung tay tặng những người đến dự buổi ghi hình phần quà đắt đỏ, gồm 3 cây nến Yankee cao cấp, slogan có chữ ký và thẻ mua cà phê miễn phí. Bạn ấn tượng nhất với sự chịu chi của idol nữ nào nhất trong số họ? Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Hãy để lại ý kiến đóng góp của các bạn thông qua phần bình luận bên dưới nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn được cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày đến từ Knew 24 giờ nhé.